Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đặng Cho Anh đây. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm game cho stress nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, một subscribe và nhớ nhận xét ở dưới mô tả. Đừng quên để ứng yêu cầu của các bạn nha. Giờ bắt đầu nào. Thì trong trò hôm nay chúng ta sẽ làm đó chính là trò chơi trò chơi máy máy bay không gian, cuộc chiến của những máy bay không gian đấy. Thì trong trò này thì nó sẽ có hai nhân nó sẽ có ba hai nhân vật đó chính là nhân vật chính của chúng ta và kẻ thù. Và chúng ta sẽ có được bắn kỳ thù à, bắn bắn kỳ thù và kỳ thù sẽ nổ tung. Thì giờ bắt đầu nha. Thì trong lần chơi này thì chúng ta sẽ dùng hai nhân vật nè. Thì các bạn thì mình sẽ cho các bạn tải những cái hình ảnh, những cái hình ảnh của những kỳ địch nha. Mình có một cái bảng trong đây. Ok. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái thông khấu y hệt như là một không gian. Rồi tiên chúng ta cho nó một cái màu màu đen mà màu tối, màu tím mà tối. Để màu đen mà tối thì nó sẽ được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng mấy cái con này, dùng cái bật vô cái hình cái hình tròn. Hôm nay sẽ chọn cái màu trắng trắng mà cỡ trắng trắng cho nó xém xém chút nha, cho nó tối tối chút đấy. Đây tôi làm cho nó bị hẹp hẹp như vậy. Đây đồng cho copy một cái nữa, rồi copy làm cho nó quay ngược lại như thế này. Thấy chúng ta đã làm một ngôi sao ấy. Giờ chúng ta chỉ đến phần công ngôi sao đổi hình dạng à. Bật đổi hình dạng thay đổi được công ngôi sao. Rồi chúng ta sẽ đổi cho cái này nó không có đấy. Tách cửa như vậy, bỏ cái này đây. Rồi chúng ta copy lại tiếp, paste vào. Các bạn thấy nó bị đúng không? Được rồi nha. Chỗ cái này nó bị ấy. Rồi ok. Đợi vô. Đây là một ngôi sao đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm cho những cái hai ngôi sao này ghép lại nhau. Thì chúng ta nhấn một con sau, chúng ta nhấn shot, rồi chúng ta nhấn một cái đối tượng khác nữa thì chúng ta sẽ tròn được cả hai con. Rồi cuối cùng chúng ta nhấn vào nút ghép lại với nhau. Sorry em, đúng lớp nha. Đấy. Rồi là chúng ta copy nó ra. Là chúng ta copy nó, đỡ cho nó nhiều nhiều màn hình lên. Thì cứ đỡ nó như vậy là nó được đấy, các bạn cứ đỡ kiểu như vậy á.
Đấy, đang tiếp à, cứ như vậy nha. Rồi, thì chúng ta để sau phần này rồi nha. Tiếp theo, giờ tiếp theo nha, chúng ta sẽ lập trên những con này nha. Trong lúc đó chúng ta sẽ tiêm một cái viên đạn nha. Đây. Ok. Giờ thì mình để thêm thêm kia coi cái viên đạn nha. Đây 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 chỉ lấy viên đạn bắn khi khi mà mình nhấn nhấn nút bắn ấy. Rồi, thì mình sẽ đặt tên đối tượng đây là đạn. Ok. Rồi tiếp theo thì nó bị lùn ngược đây thì chúng ta sẽ chọn 180. Thì các bạn lưu ý nó thì trong này nó có một số cái nó có màu khác và nó nhỏ hơn nha. Đó là chúng ta lập trình sẽ lập trình cho nó nhỏ lại qua. Lúc nó lột tung ấy thì chúng ta sẽ lập trình cho nó màu xanh dương và cho nó nhỏ lại. Hay cho nó to lên. Rồi. Để chúng ta sẽ đổi cái kích thước nó cỡ là sao ấy. Đấy, cỡ cỡ là xem mà vừa. Đây. Đây. Như vậy nha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ lập trình cho nhân vật là cho nó di chuyển. Đây. Chúng ta sẽ di chuyển một cách mượt màng. Rồi chúng ta đây một khi mà nhóm về lá cơ màu xanh là cho nó lặp lại mãi. Đúng rồi, bật tiếng Việt. Đây khi bắn với lại cơ màu xanh là lặp lại mãi là nếu đây nếu mà coi đây nếu mà cái độ đổi ít đây là nó lớn hơn cái hoàng độ của con trà chuột, có nghĩa là độ đổi ít của con trà chuột vậy thì nó sẽ đi xem bên trái để cho nó lại độ độ ít của cái con trà chuột. Thì đây chúng ta thêm là nếu mà hoàng hoàng độ nó lớn hơn hoàng độ của con trà chuột vậy chúng ta sẽ cho nó đây đi tới điểm ít là lấy độ ít ra hiện giờ trừ cho 10. Còn trung độ thì vẫn đợi giữ cái trung độ hiện tại như vậy đấy kỹ vậy. Như vậy nếu mà cho nó được thêm ấy là các bạn thêm cái hướng về phía con chuột. Hồi nó mình chọn cái đây nó quay ngược lại đây. Rồi mình đỡ từ đây thôi. Cái gì vậy? Tiếp theo. Nếu mà không ấy có nghĩa là thì chúng ta sẽ vẫn hướng về phía con trà chuột là đi tới độ ít là nó cầm cho 10. Đó là cái bạn khỏi có nghĩ níu nữa nha. Cho nó đi theo con chuột. Nếu không thì nếu mà cái ngoài cái hoàng độ ấy nó nhỏ hơn hoàng độ của cái nhân vật ấy nó nhỏ hơn cái độ ít của con chuột vì nó sẽ đi theo bên phải và hướng về phía con trà chuột luôn thì hôm nay làm như vậy. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái níu nữa. Giờ nó lúc nó làm xong thì nó cứ quay quay lại nên chúng ta thêm cái níu. Nếu mà thì quên nếu đỡ vô bao bọc bên trong đây là nếu mà đồ ít đây đang mang hoàng độ của con trò chuột là nó không có chạy nữa nên chúng ta thêm ký là nếu mà không phải hoàng độ nó mang hoàng độ của con trò chuột ấy cái là thêm một vị đúng không.
Này, thì không phải hỗn độn mang hoàng lộ con trà chuột, người này lấy ngẫu nhiên từ hoàng độ cộng cho mấy nha, hoàng độ cộng cho 5 đến hoàng độ trừ cho 5, cái này nó sẽ giúp cho bạn khỏi bị lung linh ấy, do lúc nó quay về là ở hướng khác ấy thì nó sẽ bị thay đổi tọa độ ít của nó bằng nhau với kia con trà chuột phòng bị, đúng không? Rồi coi cộng 10 đây cho đến chư 10 phòng bị, mình lấy cái đây về đợi đây đây. Rồi wow, nó hơi mạnh rồi đấy. Rồi ok, được rồi, thì như vậy thì cách này thì không có được, thì chúng ta sẽ làm dùng cái cách này mà đây rồi. Thì vì đi đến điểm này, chúng ta đặt là đi đến điểm con trà chuột, hello, đi đến vị trí con gà chuột. Rồi nó bị rồi, đúng không? Đây, bọn kia con trà chuột thay vì đó là thêm tới đi đến điểm X là hoàng độ của cho trà chuột. Còn tuổi đời Y đó chính là vẫn là cái tông độ trước. Đây đấy, được chưa? Rồi cậu nó tiết kiệm mới cái bạn được cái hướng vị trí con phía con trà chuột ở dưới cùng, bỏ đi đấy. Mình đã dùng cách kia nhưng mà nó bị, nó là mình mới, nhưng mà theo cách nó là mình mới được hai cái vị trí con trà chuột đây à. Ok, vậy tiếp theo thì các bạn sẽ làm một cái đó chính là nếu làm kịp bắn ấy, thì nếu mà chúng ta nhấn nút space thì nó sẽ bắn lấy đạn và nó sẽ bắn ra hai bên của viên đạn nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm cho nó ngẫu nhiên, nếu mà lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2 là mày bằng 1 ấy, vậy thì nó sẽ bắn bên trái, còn không thì nó sẽ bắn bên phải. Thì mình làm cái này để xem, thì nếu có bạn nào không hiểu ấy thì mình sẽ làm giải thích theo cách này, giống như là lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2 2 bằng 1 ấy, có nghĩa là ví dụ như mình chọn một trong hai lựa chọn ơi, chọn một lựa chọn thứ nhất hay lựa chọn thứ hai, thì nếu mà mình chọn lựa chọn thứ nhất thì mình làm lựa chọn đấy, còn còn nếu mình không chọn lựa chọn thứ nhất ấy thì mình chọn lựa chọn thứ hai đấy, đơn giản thôi. Đây rồi, rồi nếu lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2 bằng 1 à, giờ bạn lựa chọn thứ nhất là bên trái đi. Thì nó sẽ tè bên bên sau của viên đạn. Đây. Đây nha. Xong rồi các bạn có thể thêm cái thông báo là phát tin nhắn. Đó chính là bắn bắn bên trái. Đấy, bắn ở bên trái. Là còn nếu mà không ấy thì mình sẽ của viên đạn thôi, thông báo là bắn bên phải đây đấy, bắn bên phải đó, đúng không? Rồi giờ chúng ta sẽ xem viên đạn. Rồi, nếu mà bắn khi mà nhận được cái là bắn bên trái thì nó sẽ đi đến điểm
mình nha. Đợt đầu tiên là chúng ta cho đã phát tin ở trước, ở phát tin trước xong là chúng ta mới gửi bản sao. Đây bên nào đúng không? Bản bên trái thì chúng ta sẽ đi đến điểm nè. Coi à, nhân vật. Coi nói đi nha. Dừng lại đi. Rồi. Rồi, ok. Đến nhân vật. Chắc là đồng minh cho nó hiện trước luôn. Đây nó hiện trước như vậy rồi đúng không? Hôm nay thì á. Coi. Đây đó nhân vật rồi. Nhưng mà chỗ đây không phải nó ở giữa mà cho nó không có ở hai bên. Hôm nay chỉ thêm khối lần. Thay vì khối lần nó thêm khối lần đi đến điểm X về ơi. Thì chúng ta đi đến điểm X. À, nó bắn bên trái thì chúng ta ghi là thêm cái này. Đây chọn thêm cái khối lệnh là hoàng độ của nhân vật trừ cho máy, trừ cho 10 đi, mình nhấn à, đi bên trái đúng không, tọa độ y vẫn là rồi giờ tới được tọa độ y, tọa y vẫn là tọa tung độ của nhân vật nhân nó cũng sẽ trừ vì nó ở quá cao. Đây đây đúng không? Đợi cho nó lui lại. Đấy. Rồi. Vậy xong rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ đợi cho nó ẩn đi. Đi tới Philip sau cùng. Ok. Như vậy. Đấy rồi rồi giờ tới lượt nó phát tin xong rồi ấy, giờ nó tạt bản sao của viên đạn, nó đang sẽ lập trình khi mà nhận được ấy. Coi ở lượt khi mà tôi bắt đầu là một bản sao đây thì chúng ta sẽ coi đẹp khi tôi bắt đầu khi viên đạn bắt đầu là một bản sao à, cho nó lập lại mãi cho đến khi mà nó chạm vào gì đó, như nó chạm vào địch nè, đấy, thì nó là nó sẽ nổ tung, thì đây là cho đến khi mà đang chạm vào địch, cho nó chúng ta cho nó thay đổi tung độ một lượng 10, đấy, thôi lúc nó chạm vô địch đâu ấy, thì chúng ta sẽ cho nó hay gì ta lặp lại 8 lần rồi nổ đây không thay đổi tung độ một lượng 10 cho nó lặp lại 3 lần đây nữa theo tung độ 10 trong này cho lặp lại 3 lần ấy với trong này nó có 3 cái thiết chế trong đây phải cho nó chạy 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 từng cái cho vượt có tiếp à và làm cho viên đạn nó ẩn ơi viên đạn gấp nó ẩn. Chúng ta làm cho bạn xem nó hiện lên. Đấy. Đây thấy chưa? Nhưng mà nó bắn đang chạy nó là cái hình phạt nổ nữa chúng mình nó lặp lại 3 lần vậy. Thôi, muốn chị theo lặp lại 2 lần. Trang phục có tiếp. Lặp lại 2 lần trang phục có tiếp như vậy. Rồi. Thì rồi lúc mà làm xong rồi ấy thì nó và chúng ta sẽ cho nó quay chuyển sang thiết kế một lại thứ nhất lại và cho nó di chuyển thay đổi tung độ một lượng là 10 tiếp là cứ lặp lại mãi như vậy ồ. Thấy nó bị dây đúng không? Lúc bánh này nó cứ làm vậy lại thì chúng ta tạo ra một cái biến là tôi thì đặt tên cái biến là cái nó chính là đèn đối tượng gấp.
Có người gấp chấm hỏi. Rồi, rồi chúng ta sẽ đặt chỉ đối tượng này. Bởi vì mình làm ra cái đối tượng gấp này để mà phân biệt cái đối tượng gấp hay đối tượng không đối tượng nhân bản ấy. Rồi chúng ta khi cái gấp ấy chúng ta sẽ làm này, khi nhóm lá cờ màu xanh ẩn và đặt đối tượng gấp bằng không thì chúng ta chỉ gọi không là cái gấp, còn một là cái nhân bản nha. Đây hiểu rồi, đặt đối tượng gấp thì rồi bắt đầu một bên sẽ đặt đối tượng gấp là một và cái nhận bánh bên trái thì mình sẽ cho nó lặp lại coi không, cho nên nếu chứ nếu mà cái đối tượng gấp nó bằng một không nó bằng không thì cái gấp ấy nó mới đi đến đó. Rồi đấy, các bạn thấy chưa? Rồi giờ chúng ta copy nó làm lại cái bên phải nữa đi. Giờ thay vì nó cầm theo kiểu hoang đồ ấy, chúng ta cho nó cầm cho nó cầm thay vì trừ. Đây 20 ba đấy, cho trang phục kế tiếp không, mày nói trang phục kế tiếp hơi nhanh đúng không, đặt cái này thêm cái khối lượng đợi 0,08 giây cho nó phân đây luôn. Thấy nó chạy chậm quá thì các bạn làm cho nó chạy nhanh lên cỡ 20 là 20 được. Hoặc nó chạm vô hôm nay nó sẽ biến mất nha các bạn, theo cái khóa lệnh là xóa bàn xe này. Không, nó chạm vô rồi thì nó sẽ lặp lại mãi, hơn nó sẽ lặp lại 6 lần là cái việc nó tốt mấy. Cho nó đầu tiên các bạn cho nó chuyển sang thiết kế số 1 đi, rồi cho nó lặp lại 6 lần trang phục kế tiếp là biến mất đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Nhưng các bạn thấy ấy thì nó nổ quá nhỏ, bởi vì cái này nó khác với mấy cái hình này nên chúng ta sẽ lập trên đó nó to lên nha. Đây kích thước 12 đúng không? Rồi lúc nó to lên hồi là chúng ta sẽ cho nó thay đổi kích thước một lượng là 40. Đấy. Chúng ta đặt cái ở trên cùng là đặt cái kích thước N12 nha. Ok. Bắn. Đấy, nó to là đúng không? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là chữ màu cho nó. Thì chúng ta sẽ bật cho phần hiển thị và chọn đặt thay đổi hiệu ứng màu bằng băng nha. Cái này nó hơi bị nhầm lẫn hai cái khối lệnh nè. Cái này phân biệt nó bằng một lượng và bằng ấy. Một lượng phải thay đổi, còn bằng là đặt đặt cái giá trị tuyệt đối luôn, một cái giá trị cố định thì mình sẽ đặt nó lên 100 đi. Rồi chúng ta xem nữa, đấy nó màu xanh dây rồi, nhưng mà cái coi cái đèn nó bị sao rồi đấy, lúc nổ tung thì nó được nhưng mà cái đèn thì nó bị sao. Nên lúc ban đầu mới bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi kích thước bằng màu bằng một đấy. Giờ các bạn đã biết cách làm cho nó bắn nha chưa, và trên này nó cũng bị nữa nên đây mình sẽ cho thêm một cái khóa lệnh ở dưới này là tính là khi tôi bắt đầu là một bên sao để cho nó lặp lại mãi. Nếu mà tổ đồ y của nó lớn hơn 240 234
là nó sẽ biến mất. Rồi chúng ta sẽ chạy thử nha. Đấy được rồi. Kìa thấy chưa? Chắc là hơi cao nên nó mới bị ấy. Thử anh chỉnh lại. Ok. Ôi. Đấy là các bạn thấy được chưa? Nhưng mà giờ là các bạn thấy nó bắn nhiều quá. Vậy thì chúng ta sẽ cho nó liên tục. Nếu mà phím bấm một bấm ấy nó leo cái xong lâu chúng ta sẽ thêm cái đây để đợi cho đến khi mà người ta không phải phím trắng được bấm nữa. Có nghĩa không, người ta thả cái phím trắng ra không bấm phím trắng nữa. Nếu mà mình bấm là mình bấm một lần rồi xong rồi mình thả mình bấm lại thì nó mới có. Ok. Thế là các bạn có được bắn rồi cho nó đợi 1 giây kiểu vậy. Thế là các bạn có thể là đợi cho đến khi mà không phải phim trắng được bóng nữa xong rồi cho nó đợi tiếp. Đấy kiểu vậy là kiểu mình thích nhất. Đấy vừa chưa thôi đặt 0,4 nữa. Ok giờ viêm đạn, nhưng mà lúc nó chạm vô là nó vẫn đi xong rồi lát sau nó mới nổ. Các bạn thấy lạ không? Ok thì bắn nó cứ thấy lạ cơ. Lúc bắn nó cứ bị cái phần gì lắm mà. Đây, cái bài cho bạn xem. Rồi. Đấy. Như là mình thêm cái bắn bên trái trước rồi. Hay là các bạn có thể bắn bên trái xong rồi đợi 0,1 giây. Làm gì cho nó khỏi bị lỗi. Kiểu như vậy. Bắn. Bắn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Giờ các bạn thấy mấy cái viên nó bay lên cho trời nhưng mà nó vẫn chưa biến mất. Chắc có lý là nó chưa lên cao hơn 274. Nên mình đặt 220 thôi. Rồi chuẩn bị. Vẫn bị. Vậy 224 nha. Rồi ok. Cái này hơi bị rồi đấy. Lộn. Mình biết cái gì nó lộn rồi. Đây tội đồ ít nó mới như vậy. Còn tội đồ y nó nhỏ. Sorry. Đấy. Mình đang 185 đi. Rồi cây được rồi. Mà lúc bắn vô thì nó phải bắn vô kỳ địch ấy nó phải đợi một chút xong rồi nó mới nổ. Nên bởi vì nó chạy cái đây thì lập lại cho đến khi chạm được địch này mà nó chạy mấy cái phân lập lại đây nữa. Nên nó nổ tung đúng không? Lập lại cho đến khi chạm được địch. Mình cũng thêm cái đây nữa nếu mà. Đâu. Đây nếu mà chạy qua địch chạy xe thiết kế một lặp lại dây xong rồi xóa về sao cũng giống như vậy. Nếu mà đây chạy qua địch đây là mình đỡ chỗ nào mình muốn thêm phần này nữa nha. Ok mình thử bắn đấy hết bị rồi đúng không?
là lúc nó quay ra nhưng mà nó phải bị quay xuống dây thì mình đỡ kiểu như dây à. Đó. Đây cho nó hướng vào phía con trò chuột đúng không? Vậy thì mình này, nếu mà đâu à, tôi là tìm tìm cái nếu đây là cái thứ mà vị trí con trò chuột, nếu mà coi nó nhỏ hơn cái hướng ấy, hướng nó nhỏ hơn, hướng của cái nhân vật đây nó nhỏ hơn 90 như vậy, nhỏ hơn âm 90 chưa, âm 90 hạt hạt là nó lớn 90 vậy thôi. Giờ nó sẽ không chạy, nhưng mà muốn nó không chạy nữa, nó lớn hơn 90 nó sẽ không chạy, nó là chúng ta tìm kiếm khối lượng không phải nữa, không phải gì. Ok thì nó hết chạy rồi. Phần này bị đâu đúng không? Ok cái này nó cũng vậy. Đỡ đỡ nha, bỏ cái này đi. Ok đây nó hết chạy rồi nhưng mà nó không có xây lại được, nó đây thêm khối lượng ở dưới cùng này là nếu không thêm thêm cái này nữa cho nó khỏi ảnh hưởng đến mấy cái kia, nếu cho mấy cái kia nó ảnh hưởng đến cái phần hướng à, khi nhóm này là cơ một xanh cũng lặp lại mãi nha. Nếu mà kia hướng ấy nó nhỏ hơn, coi hướng nó nhỏ hơn âm 90 vậy nó sẽ xây phải 2 độ hay là 1 độ kiểu như vậy. Còn nếu mà hướng này nó lớn hơn là lớn hơn 90 đây vậy nó sẽ trái. Rồi rồi đúng không, đặt cái này nhưng mà lúc này mình xuống ấy nó phải đợi cho này cho đến khi nó quay lại, thấy mệt đúng không, cái gì mệt vậy. Chỗ đây cho nó hướng hướng về phía 90 cầm 1, âm 90 cầm 1 để nó vô lý như vậy đấy, làm kiểu dây thì nó sẽ hết bị. Ủa, nó nhỏ hơn đó, cho là 90 trừ 1 rồi 90 trừ 1 rồi đây thì chạy thử nha. Đấy nhưng mà thấy nó cong quá mệt, đặt là âm 4 đi, âm 45 về 45 đi, là đặt âm 45 cầm cho 1 là 45 cầm cho kia. Thế các bạn có thể đặt âm 60 cho nó vừa vừa lượng nha. Âm 60. Đợi mình nha. Rồi xong rồi các bạn làm cho cái phần điều khiển trên đây à. Đầu đây. Thế các bạn cũng có thể bỏ mấy cái này. Đợi. Đây đã nhỏ hơn âm 60. Hay là lớn hơn 60. Được cái này cũng vậy à. Âm 60 là lớn hơn 60. Ok được rồi đấy. Được chưa? À, mình cũng sẽ cho nó bắn theo nha, bắn theo cái hướng của nó, cái viên đạn à. Cứ tôi bắt đầu một bánh xe đi đến đó. Đi đến đó đúng không? Nó cũng sẽ hướng vào phía nhưng mà nó không có không hướng vào phía thôi nhưng mà nó sẽ khác được hướng vào phía nhân vật, nếu mà mình đợi kiểu vậy không là nó sẽ hướng vào nhân vật luôn, nó nhìn vô nhân vật chứ nó không có coi nó không có hướng hướng vào phía mà nhân vật đang nhìn đấy.
Chúng ta đặt này, hướng của nhân vật là, giờ làm thử nha. Thật khỏi đi, các bạn có thể bỏ nó nha. Đấy, kiểu như vậy. Hồi lúc mình bán xe nó cũng bị ta. Vậy cái này nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên mình lấy cái này lại đi, đặt cho nó vô một cái lặp lại khác nha, để cho nó còn ảnh hưởng cái đồ dây à. Đấy. Rồi. Thì hôm nay chúng mình đã quay xong một cái video chỉ qua cách làm để trò chơi bánh trò chơi trò chứa không gian này nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, một like, một subscribe và nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình làm thêm tập phần tiếp theo nha. Thì xin chào bạn và bye bye. Bye.